Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn video mình đã nuôi thành công Akami sinh khói nước mặn nha các bạn. Đây bạn. Thì sau khi mua trứng về mình ấp Akami nó nở rồi. Mình đã nuôi nó một thời gian nè bạn. Bây giờ Akami nó đã cũng lớn rồi. Còn thấy không? Đây các bạn. Ok, để mình dời nó vô xíu nha. Đây các bạn thấy Akami nó đang bơi nè, rất là nhiều nha. Mình cho nó ăn bột tảo nha các bạn. Và mình cũng sục oxy nha. Để mình vừa lấy oxy ra thì mình bỏ ra lại cho các bạn xem nha. Thấp quá thì một tiếng thì mình sẽ bỏ sau. Dây nó ngắn quá mình phải dời xuống để mình quay phim cho rõ. Nên mình không thể nào mà bỏ xuống để sủi cho bạn xem. Mình ra ăn bơi nè. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ mình làm các video tiếp theo các bạn. Thank you for watching. Don't forget subscribe, like, share, for comment for more updates. Hai con nó đang nô đùa đó các bạn. Cái mì nó đang giỡn đó. Bạn thấy thấy thương không? Rất là nhiều.
Rồi sau khi mình nuôi Artemia thì nở ra trứng sinh thối, trứng con thì mình có thể mình cho cá bột ăn hoặc cá lớn trưởng thành các bạn. Ở đây là cá nhà mình, cá bảy màu gấp bi nè bạn. Ở đây mình cũng có sủi lưu xê nha, thì mình cho rong với bèo cho bạn. Rồng xanh, rồng tím, rồng xanh, rồng đỏ nha các bạn. Giờ mình sẽ cho nó ăn nha.